guys it's me again i'm talking from ama english and welcome back to my channel À, xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của Ama English đây là một kênh uh, youtube về học tiếng anh giao tiếp uh, cho người đi làm hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại quy tắc số 10 trong uh, chuỗi các quy tắc về học đánh vần tiếng anh uh, nhằm mục đích là giúp chúng ta có thể uh, kiểm soát được cái, uh, các cái từ mình đọc đọc đúng hay đọc sai và thứ hai là chúng ta có thể đọc được một cái từ một cách chính xác nhất mặc dù mình không biết nghĩa để làm sao mà đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình giao tiếp phục vụ cho cái nguồn phát âm của mình Ok. So quy tắc số 10 hôm nay là từ có chứa EA Ok. Nếu mà ai chưa xem các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 9, mọi người có thể lên kênh YouTube Amanglish và tìm uh, mục đánh vần tiếng Anh để chúng ta có thể uh, xem lại các quy tắc từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 9 nhá. Ok, Rồi, uh, quy tắc số 10 hôm nay đó là từ có chứa EA Nếu mà chúng ta uh, nếu mà chúng ta biết được quy tắc này ấy, thì cái số lượng từ chúng ta biết cách đọc nó rất là lớn Đó là rơi vào khoảng 5.860 từ Một con số rất là lớn đúng không ạ? Một quy tắc thôi mà chúng ta đã biết đọc khoảng 5.860 từ Ok, à, thế nên là chúng ta sẽ lưu ý và chỉnh cái phần âm đọc của mình sao cho hay nhất Để chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình mình giao tiếp nhé Rồi, next one à, Vẫn câu hỏi thường ngày How to pronounce these words Chúng ta phát âm những cái từ này như thế nào Đúng không ạ? Ok, cái thứ đầu tiên đó là cái từ lãnh đạo, người lãnh đạo đúng không Người đứng đầu thì mình sẽ đọc nào nhỉ? Ok. À, thanh rất thanh nghe mọi người đọc thành từ chef giống cái từ đầu bếp ạ. Không phải nhá. Cái này mình sẽ đọc là chief. 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 Đó, cái âm e ở đây, cái chữ e ở đây mình sẽ được đọc thành âm I Đúng không? Chief. Đó, ok, next one Cái từ cánh đồng đúng không? Lĩnh vực hoặc là cánh đồng Thì mình có từ Yes, e yeah, ở đây cũng đọc là âm y dài Mình sẽ đọc là Field 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 Ok, next one Cái từ kẻ trộm đúng không? Mình sẽ đọc là Không phải là thép nhá Mình sẽ đọc là Thief 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 Ok, mọi người có nhìn thấy cái điểm chung không ạ? Điểm chung Thanh đã uh, bôi đậm lên rồi đúng không? Đó chính xác Điểm chung của những cái từ này đều xuất hiện cái nguyên âm đó là i e Được chưa? Cái chữ i e Vậy thì cái chữ i e này sẽ được đọc là gì? Và khi nào thì được đọc là cái âm âm đó Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần quy tắc ngay và luôn nhé Ok Rồi Quy tắc số 10 Đó là từ có chứa i e Ok Từ có chứa i e Nếu mà các bạn thấy từ nào xuất hiện Cái chữ i e ấy, thì các bạn sẽ có trọng âm sẽ rơi vào chính nghe nếu mà nó là từ hai âm tiết trở lên còn nếu mà nó là một âm tiết thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có trọng âm đâu trọng âm sẽ rơi vào chính cái âm tiết đó rồi đúng không trọng âm sẽ rơi vào ie thứ hai vậy thì ie nó sẽ được đọc thành i ok hay ie nó sẽ được đọc thành chữ i căng hay còn gọi um, rất nhiều người hay nói là i i -dạ, dài đúng không ok như bản chất nó là i căng ok thì ie được đọc thành i cho nên chúng ta sẽ có thể nói là y dài hoặc y căng nhá rồi vậy thì chúng ta sẽ sang cái phần cách đọc cái âm y này như thế nào được chưa mọi người có thể nhìn ở đây à, thường khi mà chúng ta học về cái âm y dài hay là âm y ngắn thì chúng ta sẽ học theo cặp âm đúng không một cặp âm à, thì hôm nay thanh sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc âm y dài và âm y ngắn được chưa rồi mọi người có thể nhìn lên cái slide mà thanh đã chiếu hai cái hình ở đây sự khác biệt giữa y dài và y ngắn là gì thứ nhất là dài và ngắn rồi đúng không ok rồi thứ hai là cái khẩu hình miệng của mình hơi khác một xíu à, chúng ta đi sang cái phần y dài trước nhá hay là gọi là y căng nhá thì đầu tiên là miệng cười tức là lúc khi mà mình phát âm cái âm này mình phải cười đó ok thứ hai là lưỡi của mình để thả lỏng tự nhiên không cong không dẹp rồi không cái gì cả để thả lỏng tự nhiên là chúng ta đã phát âm ra cái âm này rồi và kéo dài cái chữ y đó khoảng 3 giây để chưa Mọi người nhìn cái khẩu hình của, của Thanh nhá Y Đúng không? Cười, cái miệng của mình phải cười ra Y Y Y Y Y Đúng chưa Đó là lý do tại sao mà khi các bạn uh, chụp ảnh ấy Các bạn hay hay Người ta hay 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 nói là Say cheese Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái từ cheese là xuất hiện cái âm y dài Đó, thì người ta hay nói là say cheese để khi đó cái miệng của mình cười lên thì người ta chụp cái ảnh của mình đó cái ông này này cái chữ này này đó cheese cái từ phô mai ấy thì chữ ee e về sau mình sẽ học ee e này cũng được đọc là y dài đó thế nên người ta hay nói là say cheese đó cái cái thợ ông thợ chụp ảnh Ông hay nói là à say cheese đi tức là hãy nói cheese đi thì lúc khi mà mọi người nói cheese ấy, thì là cái miệng của mình đã cười lên đó thế là lúc ta chụp ảnh được chưa? đấy là cái, cái văn hóa của nước ngoài. Ok. Rồi, khi mà chuyển sang cái chữ in ngắn thì sao? Miệng hé mở tự nhiên, tức là mình không căng lên như này nữa mà bị miệng hé tự nhiên. Thứ hai lưỡi để tự nhiên. Và mình sẽ đọc cái âm này này. Ê. 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 Ê, đúng không? Tự nhiên. Cái chữ y này nó ngắn hơn chữ y ở trong tiếng Việt đúng không? Ok. Ê. 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 Rồi. Vậy thì chúng ta so sánh cái thanh nhá y dài này thì sao cái miệng của mình nó sẽ dẹp, được chưa còn y ngắn cái miệng của mình sẽ há miệng rộng hơn một xíu được chưa y dài này y y ngắn này y y y dài y y y y y đó đấy là điểm khác biệt giữa hai cái âm này nhá rất dễ đúng không À, và có một cái điểm lỗi sai mà người việt hay mắc phải đó là gì đó là cái âm y dài mọi người khi mà đọc vào từ ấy mọi người đọc y dài và y ngắn giống nhau đó chính vì vậy khi mà người ta sẽ người ta học người ta sẽ không hiểu người ta khi mà người nói hoặc nói chuyện giao tiếp ấy, người ta sẽ không hiểu mình đang nói cái từ gì đó bởi vì người người anh hay người mỹ người ta rất là phân biệt rất rõ y dài và y ngắn được chưa? rồi vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi cách là gì là cái âm y dài chúng ta phải đọc À, chúng ta biết cách đọc rồi Chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho nó à, Đúng và chuẩn nhất có thể Được chưa? Luôn luôn mặc đụng trong đầu là À cái em đi dài là phải đọc như thế nào Đó. Khi mà cái giai đoạn đầu Mình hơi khó khăn một tí trong quá trình Mình chỉnh sửa cái lỗi thói quen cũ của mình Nhưng mà càng về sau á Thì mình sẽ không phải để ý nó nữa Mà nó thành phản xạ bản thân tự nhiên của mình rồi Thì mình sẽ đọc một cách tự nhiên nhất okay. Rồi tiếp theo Chúng ta sang, sang cái phần luyện đọc ngày hôm nay nhá Rồi rồi, trong từ mà xuất hiện IE Trong từ mà xuất hiện IE thì sao? À đúng rồi Thì cái IE này sẽ được phát âm là I Và nếu trọng, nếu mà có trọng âm thì trọng âm sẽ rơi vào chính cái IE đó đúng không? Vậy cái từ này mình sẽ phát âm là gì ạ? À mình sẽ đọc là Chief Chief Nhớ cái âm cuối của em Thanh là ending sound Cái âm cuối của Thanh là âm phờ nhá Chief 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 được chưa? Next one, ie này đúng không? Mình sẽ đặt i dài này. Grief Grief grief. Next one, ie này. -e này. grieve, e cuối từ bỏ nhá, âm cân grieve grieve grieve. Next one, ie này. grieving, right? Nếu mà có ie mà có từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi chính vào ie đúng không? Tức là rơi vào cái từ này gri đúng không? Mình không đọc gri nữa, mình đọc là gri, grieving, grieving, grieving. Mọi người không đọc là grieving nhá. đó, y phải người ngân ra một xíu. Ok. Grieving, grieving. Nhắc lại cho thanh nào. Grieving, grieving, grieving. Next one. Rồi. Ok, cái từ này đối với từ này là từ ngoại lệ mọi người nhá ie cũng rất hiện e đúng không nhưng mà i ở đây phát lên là mà i dài thì nhưng mà trọng âm rơi âm tiết thứ nhất đó nên từ ngoại lệ mình sẽ đọc là hygiene 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 Hy ok next one ie này E sẽ đọc là shield. shield 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 mọi người nhớ shield shield ok có chữ l của thanh này shield 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 được chưa mọi người nếu mà mọi người mất cái chữ l này mọi người sẽ đọc thành từ shield nó khác nhau nhá ok shield 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 ok next one yeah này mọi người nhớ cái khẩu hình cái cái âm nào nếu mà g cộng với e thì g sẽ phiên âm thành chữ j chữ d và ba g số ba này đó không chết anh em nhắc rồi và cái này mình sẽ phát âm là ie được phát âm là E. seed 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 seed. Okay, next one. E này. C cộng với e đúng không? Sẽ được phiên âm thành chữ. Okay, chữ sc đúng không ạ? Hôm nay cũng học rồi. Và cái đây là c phiên âm thành sc. Và ie được phát âm là e mình sẽ đọc là knees. 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 Okay, next one. thief thief cái chữ thờ này cho lưỡi ra cho thanh nhá. Âm vô thanh này chạm vào cổ mình không rung. Ok. Thief. 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 Ok, next one. Ok, chữ này IE yeah này, yield. 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 Yeah, yeah. Cái chữ gì này? Mình sẽ đọc là yeah, yeah. Yield. Yield. Next one. Yeah, willed world will order đúng không? Will world world Next one. brief, 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 brief. Được chưa? Brief. Okay. Đó là cách phát âm của các cái âm này. Rồi, sang cái phần tiếp theo. Tương tự các bài trước thì Thanh sẽ hướng dẫn mọi người đọc cái hàng đầu tiên và còn ba hàng cuối thì mọi người sẽ về nhà luyện đọc giúp cho Thanh và sau đó nếu mà mình có thời gian mình sẽ ghi âm lại và gửi bài lại cho Thanh thì Thanh sẽ chữa cho mọi người cách đọc nhá. Ok. Rồi cái này mình sẽ đọc là gì đây? À mình lại xuất hiện là CE thì sẽ phát âm là SC đúng không? IE e ở đây sẽ phát âm là I e dài mình sẽ đọc là peace. 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 Ok, IE vẫn I dài mình sẽ đọc là sure. SH H thì luôn luôn được phiên âm thành chữ gì nhỉ mọi người? À đúng rồi. SH ở đây sẽ luôn luôn được phiên âm thành chữ sờ dài như này. Ok. Sh. Đó cái chữ sờ á. Ok mình sẽ đọc là shriek 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 ok e yeah, này breezed breezed mình không đọc breezed mà là breezed ok breezed breezed next one giọng từ có hai âm tiết này thì là diesel 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 on oh, diesel diesel ok rồi tất cả những cái từ còn lại mọi người sẽ cố gắng đọc cho thanh và lưu ý là mình sẽ đọc làm sao mà nó uh, nó 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 nó, 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 nó uh, kiểm soát được cái âm y dài bởi vì mình, lỗi của mình hay mắc phải đó là chính là cái âm y dài mình hay đọc thành y ngắn bây giờ mình đã biết được cái dấu hiệu nhận biết của nó rồi vậy thì khi nào xuất hiện như vậy mình phải phát âm nó dài kéo dài ra một xíu đúng không ạ ví dụ đi giờ, trước mình gọi là đi giờ. ok rồi That's it. Đó là cái bài học ngày hôm nay à, Và anh hy vọng là bài học ngày hôm nay Sẽ hữu ích cho tất cả mọi người Nếu mọi người thấy video clip của Thanh hay Thì hãy cho Thanh một like, share Và subscribe kênh youtube của Ama English Để đón chờ một chuỗi các cái bài học về Học phát âm, học về đánh vần tiếng Anh Học về um, giao tiếp Hoặc hay là các cái tips học tiếng Anh hiệu quả nhất Dành cho người đi làm Mọi người lưu ý nhé Thanh chủ yếu là tập trung vào người đi làm Bởi vì người đi làm cái hệ nhận thức của mình sẽ khác với 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 các bạn trẻ bởi vì các bạn trẻ thì uh, các bạn trẻ con thì các bạn ấy nhận thức rất là nhanh về mặt ngôn ngữ nhưng mà người đi làm thì sẽ có những cái hệ nhận thức khác cho nên là mình sẽ phải dạy theo một cái phương pháp khác được chưa ok so that that is for today and thank for watching my video and see you next time bye